Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày 28 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, cảnh báo khả năng nắng nóng do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với gió Tây Nam hiệu ứng phơn trên khu vực Trung Bộ. Nên ngày 28 tháng 6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Dự báo ngày 29 tháng 6, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Từ ngày 29 tháng 6, có nắng nóng với nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 28 tháng 6. Thời tiết khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Dự báo thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.